Bin và Châu Bùi dạo này rất kín tiếng, ít khi tung hin về đối phương lên mạng xã hội. Nhắc đến mối tình hot nhất nhì Vbiz ở thời điểm hiện tại không thể không kể đến Châu Bùi và Bin. Sau khi bị bắt gặp hẹn hò, cặp đôi ngày càng kín tiếng hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội lẫn tại các sự kiện giải trí. Thế nhưng mới đây, netizen đã soi ra những chi tiết làm rộ lên nghi vấn cả hai đang sống chung nhà. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Theo đó, vào ngày 24 tháng 8, Châu Bùi đăng tải loạt ảnh khoe tài nấu nướng. Đáng nói, netizen liên tục gọi tên Bin và cho rằng nam rapper đã chuyển qua sống chung nhà cùng bạn gái vì hình ảnh đồ ăn có đôi có cặp. Thế nhưng, một vài ý kiến cũng cho rằng Châu Bùi nấu hai phần đồ ăn là cho cả trợ lý nữa. Thực tế cô không hề sống chung với Bin như nhiều người suy đoán. Nhưng netizen phần lớn vẫn nói đây là của Bin và Châu. Hình ảnh Châu Bùi khoe đồ ăn nhưng món nào cũng được chia làm hai phần vẫn đang dần dần đa phần mọi người đều khẳng định là Bin. Cũng chính điều này khiến netizen cho rằng Bin đang sống cùng với cô nàng. Rất nhiều khán giả liên tục gọi tên Bin dưới bài đăng. Bạn nghĩ là Châu Bùi có ở cùng Bin không? Cũng chính vào sinh nhật của Bin, Châu Bùi cũng tổ chức bữa tiệc nho nhỏ tại nhà riêng cho chàng. Phải chăng Bin đã dọn về nhà nàng để tiện chăm sóc lẫn nhau? Hình ảnh cho thấy cả hai ở chung nhà ngày càng nhiều khi trước đó cộng đồng mạng xôn xao bàn tán sự việc người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam và loạt streamer đình đám bị phát tán kho ảnh nóng khổng lồ. Giữa ồn ào này, Bin ngay lập tức được netizen gọi tên nhưng nam rapper không đưa ra phản hồi nào. Trong lúc lùm xùm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây ngày 26 tháng 7, Châu Bùi, người yêu tin đồn của Bin bất ngờ có động thái đáng chú ý. Cụ thể, trên Instagram Story, khi được khán giả hỏi Châu sang nhà chị ở luôn hả? Châu Bùi đã đăng tải clip vừa ôm chú cún cưng, vừa ngân nga hát, đã lỡ yêu nhau rồi. Nhiều netizen đặt nghi vấn Châu, chú chó bùn pháp của Bin đang ở nhà nữ Fashion Nita. Trước đó, nam rapper thường xuyên chia sẻ hình ảnh của chú chó này trên trang cá nhân. Thậm chí, có lần Châu Bùi còn để lại bình luận dưới bức ảnh. Chị Châu chào Châu, càng ngày càng lộ nhiều hin, có lẽ fan đang nóng lòng chờ cả hai công khai chuyện tình cảm lắm rồi đây. Bạn yêu thích cặp đôi này chứ? Cặp đôi này đáng yêu đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn theo dõi video này.